thành công trong cuộc sống này có được nhiều người hâm mộ, nhiều người mến yêu. Đặc điểm chung là họ đều có niềm tin vào những lời Phật dạy và ít nhiều gì đó đã áp dụng những lời Phật dạy đó cho cuộc sống của mình. Nếu như những tháng trước đây chúng ta đã gặp những vị MC, những người ca sĩ nổi tiếng, họ có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, họ những gì họ kể ra có thể là bài học cho chúng ta noi theo, thì hôm nay tất cả chúng ta sẽ được gặp một nhân vật tuổi ngang bằng với tất cả chúng ta, có khi nhỏ hơn chúng ta, và cũng nổi tiếng, cũng đam mê những lời Phật dạy. Và nhân vật mà chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay là cô Á Hậu ca sĩ Phan Quỳnh Ngân. Vâng, tất cả chúng ta hãy cùng nhau đứng lên nào và kéo dài tràng vỗ tay để chào đón cô Á Hậu Phan Quỳnh Ngân. À, thầy ơi, thầy có thể giới thiệu một thêm một chút nữa về chị Phan Quỳnh Ngân, bởi vì khoảng 2 phút nữa thì Á Hậu Phan Quỳnh Ngân mới bước vào tới sân khấu này. Như vậy là chúng ta đã mời các bạn ngồi xuống đi. Các bạn sẽ không cần phải đứng lên để chào đón nữa, tại vì có một trục trặc kỹ thuật nhỏ, không quan trọng lắm. Như thế này, bấy lâu nay thầy nghe nhiều phản ứng của các bạn sinh viên là chúng con rất thích chương trình giao lưu Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật. Nhưng mà hầu như các vị khách mời là những người lớn, những người đã trưởng thành, đã qua 40-50 tuổi. Và do vậy, đối với chúng con, đó là một khoảng cách rất xa. Làm sao để chúng con có thể, có lẽ phải trải qua nhiều năm nữa mới đạt đến cái ngưỡng đó. Và có những bạn đã thách thức nói với thầy rằng là sao thầy không mời thử những cái người ngang bằng tuổi với chúng con, xem thử họ suy nghĩ gì, họ nhận thức thế nào, họ hành động ra sao. Chính vì cái yêu cầu đó cho nên thầy đã kết nối và mời đến đây trong chương trình giao lưu chiều hôm nay một nhân vật tuổi còn rất nhỏ, bằng chúng ta, có khi nhỏ hơn chúng ta, và xem thử rằng cô ấy có suy nghĩ khác chúng ta như thế nào, có những kỹ năng gì và có thể gợi ý cho ta những cảm hứng gì trong cuộc sống hay không. Chúng ta hãy ngồi yên như thế, không cần đứng dậy đâu, ngồi yên như thế, vỗ tay theo nhịp để chào đón Á Hậu Phan Quỳnh Ngân. Vâng, xin mời bạn, người ta chào mình kìa. Vâng, xin mời bạn Phan Quỳnh Ngân ngồi xuống ạ. Kính thưa quý vị, đang ngồi trước mặt quý vị và bên cạnh thầy là cô Phật tử Á Hậu Phan Quỳnh Ngân, nhân vật chính trong buổi giao lưu chiều hôm nay. Và thầy muốn bạn Ngân có đôi lời chào hỏi với khán giả, xin mời bạn. Ngân xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ngân đến đây, Ngân rất là vui vì được gặp tất cả các bạn, được gặp thầy Quảng Tịnh. Ngân thật sự Ngân rất là hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên Ngân tham gia talk show. Nếu mà có nói điều gì không phải, xin các bạn bỏ qua. Ta có bỏ qua không ạ? Vâng, chúng ta có thể cảm thông được cái cảm xúc lúc này của bạn ấy, rất là run, hồi hộp ngồi trước gần 700 người trong hai hội trường tầng 1, tầng 2 này, và hàng ngàn người, hàng chục ngàn người đang xem trực tuyến trên các trang mạng truyền thông của Chùa Giác Ngộ. Kính thưa quý vị, đường dài muôn dặm phải có bước khởi đầu. Trước khi chúng ta cùng giao lưu với một nhân vật, chúng ta cần biết cô ấy là ai, đến từ đâu, có những đặc điểm gì. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên trên màn hình của sân khấu để cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Xin mời bộ phận kỹ thuật.
Á hậu Phan Quỳnh Ngân sinh ngày 22 tháng 8 năm 1995 tại tỉnh Bến Tre, trong một gia đình có hai anh em. Hiện nay cô sống với mẹ và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Phan Quỳnh Ngân xếp hạng nổi tiếng thứ 76.663 trong tổng số hơn 7 tỷ người trên thế giới và xếp hạng thứ 21 trong danh sách các á hậu nổi tiếng Việt Nam. Phan Quỳnh Ngân còn được biết đến với nghệ danh Yuna. Cô cho biết đó là tên tiếng Hàn, nghĩa là mặt trăng ôm mặt trời. Năm 2015, Ngân tham dự cuộc thi Duyên dáng phụ nữ Việt Nam và giành ngôi vị Á Khôi khi vừa tròn 20 tuổi. Hai năm sau đó, 22 tuổi, Ngân tham dự cuộc thi Hoa hậu người Việt châu Á tại Nhật Bản và đoạt danh hiệu Á hậu. Sau khi đăng quang giải Á hậu của một cuộc thi danh giá tầm cỡ quy mô châu lục, Quỳnh Ngân đã quyết định tham gia vào showbiz. Cô ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Hà Xanh, Blue Galaxy Entertainment của nhạc sĩ Huy Cường, với nghệ danh là Yuna và thử sức với vai trò diễn viên kim ca sĩ. Cô đóng vai chính trong MV âm nhạc Điều Hạnh Phúc và diễn viên trong phim Khác Biệt Sang Hèn. Với sự thông minh, chăm chỉ, biết cách làm mới và hoàn thiện bản thân, Quỳnh Ngân đã dần dần chiếm được tình cảm của rất nhiều người hâm mộ. Với vẻ đẹp sắc sảo của mình, đó là lợi thế giúp cô dễ dàng tiếp cận khán giả để chinh phục sự nghiệp diễn xuất và ca hát ước mơ của mình. Quỳnh Ngân cũng từng tham gia nhiều game show như Ca sĩ bí ẩn, Yêu bất ngờ, Kiến tạo nhịp cầu và diễn xuất trong rất nhiều chương trình quảng cáo ấn tượng. Ngoài các lĩnh vực nghệ thuật, cô đã từng thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh. Với vai trò phó tổng giám đốc công ty thực phẩm sạch Thanh Ngân, chuyên cung cấp sản phẩm thịt bò sạch thương hiệu Halo. Nhưng sau một thời gian, cô quyết định tạm thời rút lui khỏi lĩnh vực khắc nghiệt này. Quỳnh Ngân cho biết nghệ thuật mới là đam mê của cô, còn kinh doanh là để học hỏi kinh nghiệm. Nếu như may mắn thành công, thì cô muốn chia sẻ vinh quang đó với các bạn trẻ, còn ngược lại thì sẽ là bài học trong cuộc sống. Theo Quỳnh Ngân, vì tuổi đời còn trẻ nên cô vẫn còn nhiều thiếu sót, cần phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nhưng tuổi trẻ có cơ hội được học hỏi, trưởng thành và được sống trọn vẹn với đam mê. Ngoài là một nhân vật chính ít nổi tiếng và được các giới chuyên gia đánh giá cao, kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt triển vọng của thế giới người đẹp Việt Nam. Phan Quỳnh Ngân cũng là một người có niềm tin vào những lời Phật dạy, luôn nỗ lực để sống theo đúng với những lời Phật dạy. Nhắc đến Phan Quỳnh Ngân, người hâm mộ sẽ nghĩ đến ngay hình ảnh cô Á hậu ca sĩ xinh đẹp, không scandal và là tín đồ Phật giáo. Nhắc đến cô, bên cạnh sắc vóc và chiều cao vượt trội, người hâm mộ còn nhớ đến một nàng Á hậu có phong thái điềm tĩnh, nói không với scandal và tránh thị phi. Cô tâm sự, không ít người cho rằng nghệ sĩ thường thức khuya dậy muộn hoặc thích đến những sự kiện ồn ào, nhưng Ngân lại chọn cuộc sống tĩnh lặng, bình yên và thức dậy sớm, tập yoga để tận hưởng những gì trong lành nhất của một ngày để tiếp năng lượng tích cực cho bản thân. Bên cạnh đó, Á hậu cũng cho biết khi có thời gian cô hay đến chùa, thích mặc những trang phục giản dị và nhẹ nhàng của người Phật tử để lạy Phật, đọc kinh Phật và nghe quý thầy, quý sư cô chia sẻ những điều cao quý của Phật. Tôi thấy mình đẹp và tự tin nhất khi khoác lên người trang phục Phật tử. Có thể nói Phật giáo giúp Ngân hiểu được luôn biết đủ là vui, biết buông những cái cần buông để lòng nhẹ tên vui sống. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn nào. Một đoạn video chưa đầy 5 phút
nhưng đã gói gọn một bức tranh toàn cảnh về vị khách mời chiều hôm nay của chúng ta. Vâng, Thầy, trước hết Thầy xin thay lời cho Thượng Tọa Trụ Trì, Tăng Đoàn và tất cả gần 700 bạn trẻ đang tham dự trong khóa tu tuổi trẻ hướng Phật của Chùa Giác Ngộ chiều hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn Phan Quỳnh Ngân, dù rất là bận rộn trong cái giới showbiz của mình, nhưng vì cái lòng với Tam Bảo đã nhận lời đến đây để cùng gặp gỡ, giao lưu với tất cả gần 700 bạn trong khóa tu hôm nay. Tất cả chúng ta hãy dâng cao một tràng vỗ tay nữa để sẵn sàng cho buổi giao lưu nào. Và đây là câu hỏi đầu tiên Thầy muốn hỏi bạn Phan Quỳnh Ngân. Như cái clip giới thiệu vừa rồi thì cho Thầy được biết rằng bạn xuất thân từ Bến Tre. Hóa ra đời này tôi có duyên với người Bến Tre dữ lắm. Và bây giờ thì bạn đang sống ở Sài Gòn với mẹ. Do vậy Thầy muốn Ngân có thể chia sẻ với tất cả khán giả đôi nét về quê hương Bến Tre của mình, về tuổi thơ và gia đình của Ngân không ạ? Xin mời bạn. Ngân sinh ra ở quê hương Bến Tre. Như các bạn đều biết là Bến Tre là quê hương của xứ dừa. Tuổi thơ của Ngân thì Ngân may mắn được tuổi thơ khá êm đềm và hạnh phúc. Mẹ của Ngân, ba của Ngân thì chăm sóc Ngân rất là kỹ. Từ nhỏ ước mơ của Ngân thở bé đó là được trở thành hoa hậu. Không hiểu vì sao là khi mà có một cái giống như là một chương trình học gì đó nói về ước mơ thì con lại ghi đó là hoa hậu. Đó là con chỉ đó là ước mơ của con. Ước mơ dữ dội đấy. Có lẽ nhờ ước mơ đó mà sẽ dẫn đường cho bạn thành công sau này. Thầy muốn hỏi thêm về cuộc sống gia đình hiện tại của Ngân như thế nào? Hiện tại thì con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Con sống cùng với mẹ của con. Mẹ của con năm nay 65 tuổi, vẫn còn khỏe. Bằng tuổi mẹ thầy. Ba của con thì đang sống ở dưới quê. Bởi vì ba của con không thích cuộc sống ở đô thành. Còn anh con hiện đang sống ở nước ngoài. Nhà chỉ có hai anh em và bây giờ chỉ còn sống ở thành phố với mẹ. Vâng, như vậy chúng ta đã biết sơ về tuổi thơ. Một cô bé từ rất nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng mà ước mơ từ khi là một cô bé là làm hoa hậu. Ước mơ này cũng không phải vừa đâu. Chúng ta ai muốn làm hoa hậu thì hãy ước mơ đi kẻo trễ nhé. Vâng, và đây là câu hỏi thứ hai Thầy muốn hỏi bạn Ngân. Thực ra thì mọi người, con chỉ thực sự nổi tiếng khi con đăng quang lần lượt hai cái cuộc thi sắc đẹp. Cuộc thi vào năm 2015, Duyên dáng Phụ nữ Việt Nam và cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á tại Nhật Bản năm 2017. Và cả hai lần đó con đều đoạt vị trí thứ hai. Giờ Thầy muốn hỏi con về cuộc thi thứ nhất, Duyên dáng Phụ nữ Việt Nam. Bạn có thể nói qua cho mọi người được biết về cuộc thi này không? Và nhân duyên từ đâu mà bạn tham dự cuộc thi này? Xin mời bạn. Cuộc thi đầu tiên là cuộc thi Duyên dáng Phụ nữ năm 2015. Thì lúc đó con đang là người mẫu cho công ty CA3 của siêu mẫu Xuân Lan. Lúc đó thì con có một người bạn mới kêu con đăng ký tham gia. Thì con mới tham gia. Nhưng mà thật sự là ước mơ từ nhỏ của con đã là hoa hậu rồi. Cho nên chuyện tham gia là chuyện bình thường thôi. Và thật ra đây không phải là lần đầu tiên con tham gia cuộc thi Duyên dáng Phụ nữ năm 2015. Con đã tham gia vào năm con 17 tuổi. Lúc đó con chỉ dừng chân ở top 10 thôi. 17 tuổi đã tham dự và đứng vào top 10. Và 20 tuổi tham dự và đứng vào vị trí thứ hai. Rõ ràng là ước mơ, hoài bão, nó là sức mạnh cho ta vươn tới những thành công. Và không những thế, sau này 2017 thì con tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân tại Nhật, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Thế cuộc thi đó là sao? Và ai thì được phép đăng ký dự thi? Các bạn trẻ ở đây có được đăng ký không? Vâng, xin mời con chia sẻ về cuộc thi đó. Cuộc thi đó dành cho những doanh nhân đang sống tại các nước trên châu Á. Doanh nhân người Việt sống tại các nước trên châu Á. Vâng ạ.
Lúc đó thì con đã tham gia với tư cách là doanh nhân, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, lúc đó con tham gia với tư cách là doanh nhân, là phó tổng giám đốc của công ty thực phẩm Thanh Nhân. Ồ, rất là đáng nể phục một bạn nữ 22 tuổi đã làm doanh nhân và tham dự cuộc thi như thế. Chứ nữa thầy sẽ trở lại với cái lĩnh vực này. Ngay bây giờ luôn đi, thầy muốn hỏi cảm giác của con khi mà con đăng quang cái giải Á hậu của người Việt ở châu Á tại Nhật Bản, vị trí Á hậu, thì con có cảm giác như thế nào? Và người đầu tiên con nghĩ đến là ai trong lúc đó? Thật ra con tham gia cái chương trình, con không nghĩ là con sẽ đăng quang. Con chỉ muốn giao lưu học hỏi kinh nghiệm là chủ yếu. Nhưng mà may mắn đã mỉm cười với con, thì con nghĩ, việc đầu tiên con nghĩ tới là mẹ của con. Sau đó là ai nữa? Dạ sau đó là những ba của con. Sau đó là ai nữa? Dạ sau đó là những người thân của con, những cuối bạn cùng bè là ai? Của con. Và cuối cùng là ai? Dạ. Cuối cùng là ai? Là tất cả bạn bè của con. Các bạn ơi, cho mình ngân một tràng vỗ tay vì... Như thế gọi là hỏi xoáy và đáp xoay. Quả thực là tất cả mọi người khi mà ta thành công thì người đầu tiên ta nghĩ đến thường là gia đình ta, những người thân thích của ta. Và sau đó nữa ta sẽ nghĩ đến bạn bè của ta. Thầy sẽ hỏi tiếp cái ước mơ của con sau này. Bây giờ thầy muốn quay lại với cái nhân duyên để con tham dự cái cuộc thi Hoa hậu doanh nhân người Việt tại Nhật Bản. Con nói rằng lúc đó con đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh với tư cách là phó giám đốc của một công ty thực phẩm Thanh Nhân gì đó. Vì sao mà con lại có thể tham gia vào lĩnh vực kinh doanh một cách sớm như thế và ngồi ở vị trí đó như thế bằng cách nào? Và con có thể chia sẻ với mọi người, biết đâu vài người trong đây cũng sẽ như con. Thật ra thì con đến lĩnh vực kinh doanh giống như một cái duyên. Lúc đó là con 22 tuổi, có nghĩa là lúc đó là các bạn cùng lứa với con đã tốt nghiệp đại học. Nhưng mà lúc đó là con, vì con theo nghề người mẫu, cho nên con bỏ học sớm. Con không biết đi xin việc như thế nào. Có nghĩa là tại vì con muốn kiếm được công việc gọi là ổn định. Muốn kiếm được công việc ổn định cho nên là không có xin việc được. Cho nên bắt buộc phải làm chủ. Tư duy này là tư duy nội trội đấy các bạn. Ai không thể đi làm đệ tử thì hãy làm chủ cho thầy. Vâng, bạn chia sẻ tiếp đi ạ. Vâng ạ. Vì con... bắt buộc mình phải nghĩ cách kinh doanh để làm thế nào để trang trải trong cuộc sống. Bởi vì thật ra nghề người mẫu là một nghề khá là bấp bênh, không có ổn định được. Và bây giờ bạn bè con cũng đã tốt nghiệp hết rồi, cho nên con bắt buộc là con phải kinh doanh. Thì cái duyên là con gặp một người bạn. Thì người bạn đó mới kêu con là chung vốn kinh doanh. Thì con nghĩ lúc đó là giờ mình cũng không xin việc được, không có việc làm thôi, mình kinh doanh thôi. Chung vốn kinh doanh, khỏe quá. Và rồi vì sao một cô gái trẻ như thế, thầy nhìn thấy trên báo con mặc cái bộ đồ vest màu đỏ với tư cách là phó tổng giám đốc của một công ty thực phẩm thịt bò sạch Halo, rất là hot. Nhưng mà vì sao chỉ một thời gian rồi con lại rút lui? Thật ra thì mới ban đầu con kinh doanh á, con chỉ là phân phối sản phẩm. Rồi con tiếp xúc khách hàng xuất nhập khẩu ở những cửa hàng. Con không có tận mắt chứng kiến những cảnh mà giết mổ. Sau đó thì con đi, con thấy cảnh giết mổ con rất là sợ. Con không thể nào mà con tiếp tục được. Con có thể mô tả sơ sơ cái cảnh giết mổ thế nào cho mọi người được tưởng tượng? Cái cảnh giết mổ thì cái đó gọi là giết mổ nhân đạo. Cũng giống như sữa bắn vậy thầy. Bịt mắt bò lại, lấy súng bắn. Súng hả? Dạ, nhưng mà con thấy cảnh đó con rất là sợ, thật sự. Con không có, thật ra con không muốn đụng chạm ai, con cũng không có lên án là ai làm nghề giết mổ hay gì hết. Nhưng mà ý con là con cảm thấy cảnh đó con không chịu được. Cho nên con rút lui khỏi cái nghề ngành đó. Vâng ạ. Đó là một cái động cơ rút lui rất là đáng trân trọng. Dù là làm quản lý cho một công ty, nhưng mà vì thấy cái cảnh ác độc đó giết mổ và bạn ấy đã rút lui.
Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với Ngân và tất cả các bạn cái trải nghiệm của mình. Ngày xưa khi tôi còn học cấp 1 thì cận nhà mình ấy là có một cái lò mổ mổ bò. Khi là học còn học sinh mẫu giáo thì có một lần chứng kiến cái cận người hàng xóm đến và giết chọc huyết con heo trong nhà mình. Bố mẹ thuê họ đến để chọc huyết. Và mình cảm giác một con heo mà chọc huyết mà nó kêu, nó vùng vẫy. Từ đó là mình cảm thấy rất là sợ cái cận đó. Nhưng để khi lớn lên thì cận nhà có một cái lò mổ bò. Và đó là cái nơi chuyên cung cấp bò thui. Bố mẹ đã cấm thầy, khi đó là một chú bé học cấp 1 thôi, cấm đi xa để nhìn. Nhưng mà mình tò mò, mình đứng mình nhìn cái cận họ mổ, cũng kinh khủng lắm. Nó cột con bò vào một cái cọc rất là chắc, và một cái người lực sĩ bịt mắt và cầm cái búa tà gọ trên đầu rất là nhiều lần. Thực sự đi về và nhiều đêm liền mình nằm ngủ thấy ác mộng. Có lẽ cũng vì những cái cảm xúc khủng khiếp như vậy cho nên làm cho bạn ấy đã quyết định rút lui khỏi cái lĩnh vực kinh doanh thịt bò. Vì ta cứ thường quan niệm rằng ta có trực tiếp giết đâu. Nhưng mà trong cái giới giết của nhà Phật thì có tự mình giết, sai người ta giết, và thấy người ta giết mình sinh cái tâm vui mừng. Ba yếu tố đó đều tạo nên nghiệp sát. Đấy, chúng ta đã nghe bạn ấy chia sẻ lý do mà rút khỏi cái lĩnh vực kinh doanh này. Vâng, và bây giờ thầy muốn hỏi bạn về cái lĩnh vực mà bạn đang dấn thân là lĩnh vực ca nhạc. Trong cái clip giới thiệu đầu giờ thì nói rằng từ khi bạn đoạt cái ngôi vị là Á hậu thì bạn quyết định thử sức lấn sân sang cái lĩnh vực hát ca. Vâng. Vâng, làm ca sĩ. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết bạn đam mê hát ca từ khi nào? Và ước mơ của bạn là trở thành một ca sĩ tầm cỡ như thế nào? Xin mời bạn. Thật ra chia sẻ với mọi người là con không có đam mê ca hát. Như từ nhỏ thì con đam mê làm hoa hậu chứ không có đam mê làm ca sĩ. Thật ra thì nhưng mà con có thói quen là con có sở thích là tạo không khí. Có nghĩa là khi cuộc thi doanh nhân người Việt châu Á, con đã đăng ký tham gia phần thi tài năng. Con hát một bài. Và khi đó là nhạc sĩ Huy Cường của công ty Blue Galaxy Entertainment mới thấy con có khả năng, thấy là cô bé này có khả năng, cho nên nó mời con về làm ca sĩ. Thì lúc đó con nghĩ kinh doanh, nhưng mà con không, lúc đó là con nghĩ kinh doanh rồi, lúc đó là giống như thất nghiệp. Cho nên là thấy thôi làm ca sĩ cũng được, chứ con thật sự không phải là đam mê từ nhỏ. Thế con có được đào tạo luyện thân, luyện giọng, âm tiết, nhạc điệu trong khi quá trình để mà tập làm ca sĩ không? Dạ có chứ thầy. Có, nếu như con đánh giá rằng làm hoa hậu, làm ca sĩ, làm doanh nhân thì làm cái gì khó nhất? Theo con nghĩ thì làm bất cứ cái gì cũng có cái khó khăn riêng. Hay không quá. Có cái gì là khó nhất. Trả lời thông minh quá. Các bạn tràng vỗ tay đi các bạn. Thầy được biết là bạn Ngân đã tham gia và đóng rất nhiều cái MV nhạc trên mạng. Để ta lên Google ta gõ Phan Quỳnh Ngân thì có rất nhiều những dữ liệu ca nhạc của bạn ấy. Thực ra thì thầy cũng mới tìm hiểu gần đây. Và thầy thắc mắc là một cái MV nó đầu tư khá là công phu, gần như một cái bộ phim ngắn. Thế thì bạn có thể bật mí cho mọi người biết là để mà ra được một cái MV như thế thì nó tốn công, tốn sức như thế nào? Bạn có thể nói biết đâu ngày mai thầy làm MV sao? Xin mời bạn. Khi mà làm một MV thì tùy MV như thế nào. Ít nhất cũng 2 ngày. Thường thì có khi là 1 tuần. Nếu mà phim ngắn thì có thể nhiều hơn. Thế còn chi phí thì sao? Chi phí thì có nhiều chi phí đó. Nhiều mức khác nhau, phải không dạ, ạ? Dạ, nhiều mức khác nhau, tùy thầy muốn làm MV như thế nào. Rồi, mà bây giờ thầy muốn hỏi bạn Phan Quỳnh Ngân một cái dự định sắp tới của bạn. Bạn có hay hát nhạc Phật giáo không? Bạn có hay hát nhạc về cha mẹ không? Và có khi nào bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm một vài cái album về Phật giáo hay là về cha mẹ không? Dạ, con có làm một cái MV về mẹ rồi. Sắp tới con dự định làm cái MV về cha. Bởi vì con làm MV về mẹ mà chưa làm MV về cha. Thật ra con cũng ước mơ làm MV Phật giáo.
Dạ, con muốn đem đạo Phật tới mọi người. Thầy xin thay lời tất cả các bạn chúc cho bạn Phan Quỳnh Ngân sớm thực hiện được ước mơ gần của mình, thực hiện được một MV về cha cho trọn vẹn, và bạn sẽ làm được những MV về Phật giáo. Bây giờ thầy hỏi bạn một câu hỏi kế cuối của phần 1 nhé. Rất nhiều bạn trai lúc nãy giờ thầy quan sát nhìn bạn không chớp mắt. Thầy không hiểu là lý do gì. Nhưng mà câu hỏi này là thầy như một câu hỏi bonus hỏi thay cho các bạn, bạn nam ở đây. Đó là đối với Ngân ấy, con quan niệm như thế nào về tình yêu, về hôn nhân? Và với con thì như thế nào là một người lý tưởng để con fall in love? Vâng, xin mời con. Các bạn có muốn nghe câu trả lời này không ạ? Theo con á, tình yêu, hôn nhân và gia đình thì tùy duyên, không có cưỡng cầu. Đối với con, một người mà để con fall in love á, đầu tiên phải là người theo đạo Phật. Bởi điều kiện thứ nhất là theo đạo Phật, các bạn nam nên điều đạt. Bởi vì khi mà theo đạo Phật cùng tôn giáo với nhau mới có thể thấu hiểu, trò chuyện được với nhau. Cái thứ hai là phải thích ăn chay. Wow. Thầy đoán hơn 50% các bạn nam ở đây đạt tiêu chuẩn thứ hai. Tại vì con với mẹ con đều thích ăn chay. Cái thứ ba là phải có tâm, có biết giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người đồng nghiệp lúc họ gặp khó khăn. Cái thứ tư là nhìn chững chạc. Chững chạc. Có giống như là từng trải. Từng trải. Thế chia buồn các bạn trẻ ở đây. Thế bạn có yêu cầu yếu tố là phải manly, handsome là vậy không? Thành đạt là vậy không? Theo con nghĩ là cái tâm là quan trọng nhất. Bởi vì con quan niệm là tâm sáng thì dung mạo sẽ sáng. Cho nên là nếu mà ngoại hình chỉ cần tâm sáng thôi thì ngoại hình sẽ đẹp. Thế là cả cái thẩm mỹ viện nó sẽ đóng cửa hết cho coi. Vâng, dù sao đi nữa thầy cũng đã hỏi thay cho các bạn nam, và thầy cũng chúng ta đã lắng nghe cái tiêu chí chọn người yêu của một cô á hậu, xem được nó có khác gì mình không. Nói chung là bạn ấy gặp nhau ở với những cái người mà chúng ta đã từng giao lưu ở chỗ không quá chú trọng vào những cái gì hình tướng bên ngoài, mà bạn ấy chú trọng vào cái tâm, cái đức, và bởi vì chỉ có cái đó mới sống với ta cả đời cả kiếp. Và bây giờ đây là câu hỏi cuối của phần 1, phần hỏi về cuộc đời và những cái trải nghiệm trong 23 năm đầu đời của á hậu Phan Quỳnh Ngân. Thì cuộc đời này ai cũng sẽ có những lỗi lầm vấp ngã, mà người xưa nói có ai chiến thắng mà không hề chiến bại, có ai nên khôn mà chạy dại đôi lần. Không biết rằng 23 năm cho đến bây giờ, dù bạn được lớn lên trong gia đình cha mẹ chăm rất là kỹ, thành đạt sớm, thành công sớm, nổi tiếng sớm, nhưng mà đã bao giờ bạn làm một cái lỗi lầm gì đó với cha, với mẹ mình mà cảm thấy day dứt không? Và nếu có thì cái sai lầm đó là như thế nào? Và bạn cảm xúc như thế nào khi mà lỡ phạm cái lỗi lầm đó? Xin mời bạn chia sẻ. Thật ra thì con sống, cuộc đời của con sống êm đềm cho lúc con 19 tuổi. Lúc đó con đang sống với anh của con ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà con muốn tự lập sớm. Con cảm thấy con sống với anh con thì cuộc sống không có tự do. Cũng giống như bao nhiêu bạn trẻ khác, con muốn cuộc sống của riêng mình, muốn tự lập và muốn theo đuổi nghề người mẫu. Cho nên là con xin phép ba mẹ ra khỏi nhà. Nhưng mà ba mẹ con không đồng ý, thì con bỏ nhà con đi. Lúc thời gian đó mẹ con rất là buồn, ba con cũng rất là buồn. Đó là một khoảng thời gian mà con cảm thấy rất là đau khổ. Khi ba mẹ nhiều lần yêu cầu con trở về, nhưng mà con không, tự ái của con quá cao, khi mà con ra đi rồi con không có trở về được. Lúc đó thì con sống xa gia đình, con mới hiểu được thế nào là cực khổ. Ở nhà thì
cơm có nấu sẵn. Khi mà sống ra ngoài, con mới tự thuê nhà, tự làm việc, tự kiếm tiền, mới hiểu được cái giá trị đồng tiền nó khó khăn như thế nào. Và khi đó con sẽ cảm thấy có lỗi đúng không? Cảm thấy trân trọng cái tình thương của cha, của mẹ dành cho. Vâng ạ. Lúc đó con cảm thấy rất thương ba mẹ. Nhưng mà cái tự ái của con rất là cao, cho nên con không có trở về. Nhiều lúc muốn trở về, quay về với gia đình, nhưng mà con không trở về. Thế rồi đến bây giờ thì con đã trở về và đã nói lời xin lỗi với mẹ chưa? Thật ra thì con chưa bao giờ nói lời xin lỗi với mẹ. Nhưng mà trong con nghĩ là dù con có xin lỗi hay không thì cũng không có tác dụng gì hết. Cái quan trọng là con phải cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân mình từng ngày để cho mẹ con cảm thấy vui, mẹ con cảm thấy hài lòng. Đó, con nghĩ đó là một lời xin lỗi chân thành nhất. Các bạn lắng nghe và sẽ thấy đây là sự khác biệt giữa cô khách mời talk show hôm nay với những người trước đây của chúng ta. Bạn ấy cũng tuổi trẻ như chúng ta, thành ra có những bồng bột, có những cái tôi rất là lớn, và cũng tâm sự thật là dù đã có lỗi với mẹ như thế, nhưng mà chưa bao giờ lòng tự ái vì cao cho nên chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Cái đó có thể trong tâm của bạn nghĩ là đúng, nhưng mà thầy xin chia sẻ với bạn Ngân và tất cả những bạn trẻ ở trong này như thế này. Có hai câu chuyện tôi muốn kể cho bạn Ngân và mọi người nghe. Câu chuyện thứ nhất là có một cái cô bé đó sống với mẹ và được mẹ cưng chiều. Nhưng mà người mẹ cứ quan tâm, cứ lo lắng, hôm này gọi dậy đi ăn, biểu đi ngủ, bắt phải ăn và nó bực bội. Một lần đó mẹ la cái gì đó và nó bực, nó bỏ nhà nó đi, hai bàn tay không. Để khi đói thất thểu rồi, đi vào bên một quán bún, thì nó mới nói với bà đó là con đói quá, con bỏ nhà đi mà giờ con muốn không có tiền thôi. Bà đó bà mới múc cho cô bé một tô bún để ăn. Cô vừa ăn vừa khóc. Thì người phụ nữ bán bún mới hỏi tại sao cô vừa ăn mà vừa khóc thế này. Cô ấy nói là con gặp cô người dưng nước lạ không quen không biết gì, mà cô con không có tiền mà cô còn cho con ăn miễn phí, con cảm động quá con khóc. Thì cái người bán bún mới nói tôi chỉ cho cô một tô bún không có thịt mà cô ăn mà cô đã cảm động khóc thế này, mẹ cô xin cô ra cho cô ăn bao nhiêu thứ, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng, cả tuổi thân xuân cho cô, mà sao cô không cảm động mà cô bỏ cô đi. Nghe người bán bún nói một câu bất chợt, và thế là cô bé ta cuống cuồng ôm mặt khóc chạy về để ôm mẹ mình nói lời xin lỗi. Câu chuyện thứ hai tôi muốn kể với các bạn, tối nay sẽ phát trên Penfe Thích Quảng Tịnh. Đó là một người câu chuyện bộ phim ngắn 5 phút kể về một cậu con trai khờ dại. Cậu ta sống với người cha. Người cha ngày nào cũng nấu cơm chờ con về. Nhưng mà cậu này 30 tuổi, thành công lắm, không bao giờ có thời gian ở với cha mình. Khi nào cũng để cha ăn cơm một mình. Và cậu nghĩ rằng cha sẽ còn sống đó cho mình. Cho đến một ngày, người bố mới đến lên cái phòng đứa con trai và hỏi con đi làm như thế, làm dự án lớn như thế, một ngày họ trả cho con mấy đồng? Nó nói dạ tùy dự án bố ạ. Có những ngày bình quân khoảng 2 đến 3 triệu. Ông bố nói bố có một cái sổ tiết kiệm muốn để dành cưới vợ cho con, nhưng mà chắc bố không chờ nổi rồi. Bây giờ bố quyết định là mỗi tháng bố sẽ mua của con một ngày, hãy ở nhà nói chuyện với bố. Bố chỉ cần ăn cơm với con, nói chuyện với con là bố mãn nguyện, chứ bố chẳng cần gì. Và cậu chưa kịp sắp xếp để ở nhà thì ông bố bị một cái căn bệnh lạng trí, không còn biết mình là ai, cậu con trai là ai. Cậu ta đã than khóc vật vã, quỳ bên người bố mình đều hối hận. Cho nên thầy với tư cách là một người thầy, thầy cũng muốn sau khi nghe con chia sẻ thật lòng, thầy cũng khuyên thật với con và tất cả các bạn, nếu mình đã một lần làm cho mẹ mình buồn thì đừng có ngại gì một câu xin lỗi. Hãy trở về nắm tay mẹ mà nói con lâu nay con biết lỗi lắm, nhưng mà con không đủ can đảm để nói với mẹ lời xin lỗi. Bây giờ con nghe thầy nói, con biết con sai rồi, con xin lỗi mẹ và xin mẹ hãy tha thứ cho con.
Thầy mong rằng chỉ cần một lời nói đó của con, nó hơn ngàn vạn châu báu thành công mà con làm được để con báo ơn cho cha, cho mẹ mình. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Trước khi chúng ta sang phần 2, cái phần của Phan Quỳnh Ngân và những cảm nhận về đạo Phật, chúng tôi muốn tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nghe cô Phan Quỳnh Ngân thể hiện giọng hát của mình. Cho dù chưa phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cô ấy đã và đang chập chững bước đi trên con đường của những người ca hát chuyên nghiệp. Bạn có sẵn lòng tặng tất cả mọi người một nhạc khúc không ạ? Vâng ạ. Nhạc khúc đó là gì? Tên là gì ạ? Đây là nhạc khúc mà con đã dành tặng cho mẹ của con. Nhạc khúc có mang tên là Chậm Thôi Thời Gian. Chậm Thôi Thời Gian. Một tràng vỗ tay để sẵn lòng lắng nghe nhạc khúc Chậm Thôi Thời Gian. Xin mời bạn. Làn gió sớm rít lên từng cơn, vai mẹ gầy lặng trong gió sương. Tháng với năm nhưng vai tóc bạc, âu ơ tiếng ru còn từng đêm. Dù gian nan cách trên bờ vai, mẹ vẫn cười nhìn con ấm no. Trời dẫn năm đàn con nhỏ, mẹ mong chúng con được thành công. Chậm chậm Chúa thôi thời gian, để tôi được sống bên mẹ tôi yêu thương nhiều thêm. Trong cả cuộc đời, mẹ đã hy sinh dạy chọn tình yêu niềm vui sức sống cho chúng con. Chậm chậm Chúa mi hao hao khăn khăn đi hiện trên Chúa là dân mi ôm bạn bé cha trời chưa sinh sáng cha mang lên ta Chúa của anh. Vâng, xin cảm ơn nhạc khúc Chậm Thôi Thời Gian, một nửa lời Việt, một nửa lời Hoa của A Hậu Phan Quỳnh Ngân. Quả thực là giai điệu bài hát này là giai điệu nhạc Hoa và rất khó hát. Chưa kể trong suốt tuần nay bộ phận âm thanh của chùa có một số trục trặc, thành ra cái lời hát là không được đẩy lên tông cao như thông thường chúng ta thường nghe. Tuy nhiên tất cả những gì mà bạn ấy thể hiện thừa cho chúng ta nói lời cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là phần 2 của buổi giao lưu. Chương trình hôm nay mang tên Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật. Do vậy dù có hỏi chuyện gì đi nữa cũng không thể không nhắc đến vấn đề này. Câu hỏi đầu tiên thầy muốn hỏi Á Hậu Phan Quỳnh Ngân, đó là bạn có cái những cái cảm nhận đầu tiên của bạn về đạo Phật, bạn biết về đạo Phật từ khi nào? Xin mời bạn chia sẻ. Thật ra thì Ngân từ nhỏ lớn lên gia đình không phải theo đạo Phật. Nhưng mà khi mà lúc mà Ngân bỏ nhà đi thì con lúc đó thì con mẹ con đã bị bệnh nặng. Mẹ con bị bệnh nặng phải nhập viện. Thì lúc đó con mới trở về. Con nhìn mẹ con đi vào phòng phẫu thuật nhưng mà con không dám vào trong để nhìn thấy mẹ. Tại vì mình biết lỗi đó là của mình. Mình không dám đối diện với sự thật. Không dám gặp mẹ. Sau đó thì con mới đi ra ngoài. Đi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Và con đi một cách vô định. Thì con đi tới một cổng chùa. Đó là lần đầu tiên con bước vô chùa. Con quỳ trước Phật. Lúc đó tâm của con chỉ mong cho mẹ con khỏi bệnh. Lúc đó là chỉ mong cho mẹ khỏi bệnh thôi, không có mong ước gì khác. Thì sau đó con mới ngủ quên ở trong chùa. Chi tiết này hơi ly kỳ rồi nha. Xin mời con tiếp tục. Con ngủ quên trong chùa thì lúc đó thì con tỉnh dậy, sau lúc đó con tỉnh dậy
trời dù tạnh mưa. Thì con mới chạy nhanh vào bệnh viện gặp mẹ. Thì lúc đó mẹ đã qua khỏi. Dạ đúng rồi. Lúc đó con cầm tay mẹ con. Mẹ con nhìn con. Mẹ con không khóc. Con cũng không khóc. Tại vì mẹ con luôn dạy con là phải cố gắng mạnh mẽ. Dù cho có bất cứ chuyện gì thì vẫn phải luôn mạnh mẽ. Nhưng mà lúc đó thật ra trong lòng con rất cảm ơn Phật. Giống như là Phật đã đem lại sự mầu nhiệm cho cuộc sống của con, mang lại mẹ con để con có thể thấy mẹ lần nữa. Đó là cái duyên mà con đến là Phật. Hay quá. Bạn ấy không phải là người duy nhất trong những cái lúc nguy kịch nhất, cái lúc không biết bám víu vào đâu, bỗng dưng nhớ đến Phật và tìm đến Phật, mong một phép màu từ nơi Phật để giúp cho người thân, cho mẹ, cho cha mình qua khỏi nguy nan. Có người nói với thầy đó, tại sao mà ở các vùng quê thì đám cưới thì không hề thấy mấy thầy, mà đám ma thì thấy mấy thầy tới không à? Suy ra đó là mấy thầy là biểu tượng của chết chóc hay sao? Đi về làng mà thấy có mấy ông thầy là biết có đám ma. Thầy mới trả lời với họ đó, lúc mà sung sướng có ai nhớ mấy ông thầy đâu, lúc sung sướng có ai nhớ Phật đâu, chỉ lúc mà đau đớn tột cùng ở đời không có cái đau đớn nào bằng cái đau đớn sinh ly tử biệt. Cái lúc đó thì mới lên chùa gõ cửa tìm thầy, 12 giờ khuya đập cửa, thầy ơi mẹ con mất. Cho nên như một công thức chung, hệ là người Việt không theo các tôn giáo khác, dù có theo Phật hay không, thì sâu thẳm trong tiềm thức của mình vẫn có một niềm tin nào đó ở nơi Phật, nơi thần. Và những cái lúc mà ta nguy kịch nhất, không còn biết bám víu nương tựa vào đâu, thì nơi ta tìm đến thường là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Thần. Và bạn ấy cũng vậy. Và không phải, không biết có phải vì cái sự khẩn thiết lúc bấy giờ mà cầu Phật để rồi Phật linh ứng cho bạn ấy một phép màu để không mất đi người mẹ hay không. Nhưng thầy biết rằng kể từ đấy Phan Quỳnh Ngân bắt đầu có cảm tình, có gắn bó sâu sắc với các ngôi chùa, với đạo Phật. Còn thầy muốn hỏi thêm câu hỏi thứ hai. Thầy nhìn thấy nhiều tờ báo thì con hay đi đến các chùa tụng kinh, cúng dường, làm công quả, và có khi thấy bên cạnh con còn có mấy sư cô nữa. Vâng ạ. Vâng, thầy muốn biết là sư cô đó là sư cô nào, tên gì, ở đâu và nhân duyên nào mà con quen. Xin mời con chia sẻ. Sư cô đó là sư cô Diệu Hoa ở chùa Long Vân ở Đồng Nai. Vâng, có sư cô Diệu Hoa ở đây không ạ? Xin cho mọi người được nhìn thấy ạ. Chúng ta cho một tràng vỗ tay để chào đón sư cô Diệu Hoa nào. Vâng, cảm ơn sư cô. Thế nhân duyên nào mà con quen sư cô Diệu Hoa? Nhân duyên con quen sư cô Diệu Hoa là ở trong một bệnh viện ạ. Lúc đó thì cô Diệu Hoa thăm đệ tử của cô, con thăm bạn của con, và hai người gặp nhau. Thăm nhau luôn. Khi mà lúc đó là con thấy cô Diệu Hoa, cô cười một nụ cười rất là hiền từ, giống như là xua tan mỗi nỗi đau trong lòng của con vậy. Gọi là mùa thu, nụ cười mùa thu tỏa nắng. Dạ vâng. Vậy là con có cơ hội thân cận với sư cô và con thường đến chùa sư cô đúng không? Thật ra thì con thỉnh thoảng có lên chùa của cô. Tại vì con cũng bận công việc nhiều. Thế các chùa ở Sài Gòn con có hay đi chùa nào? Dạ, con cũng đi. Gần đây thì con đi chùa Giác Ngộ. Mà trước đó con đi chùa nào? Dạ, trước đó thì con đi chùa ở quê của con. Ở lần đầu tiên mà con đến. Hay quá, rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã trao đổi rất là chân thành. Bây giờ thầy muốn hỏi một câu hỏi chuyên sâu hơn một chút. Khi con đến chùa, con thường được nghe quý thầy, quý sư cô chia sẻ những đạo lý. Có khi con được nghe những bài giảng trên mạng. Gần đây nhất là nghe bài giảng vô tình nghe pháp của thầy. Thầy muốn hỏi con, trong rất nhiều những cái điều Phật dạy, trong tất cả những điều Phật dạy về các cái đạo lý từ bi, hỷ, xả, tha thứ, bao dung chẳng hạn, thì con ấn tượng nhất là cái đạo lý nào? Trong tất cả các điều Phật dạy, con ấn tượng nhất là cái đạo lý sống vui với hiện tại.
Có nghĩa là những chuyện đã qua trong quá khứ thì không cần phải nhớ tới, không có ước mơ xa xôi về tương lai. Giống như là con hiện tại, con đang ngồi nơi đây, con được gặp các bạn, con được gặp thầy, con rất vui và con trân trọng ở giây phút này. Hay quá, tuyệt vời quá. Đáng khen cho một cô Á hậu người mẫu ca sĩ 23 tuổi, chỉ mới biết đến đạo Phật cũng gần đây thôi chứ không phải là xa lắm, mà đã hiểu được cái giáo lý cốt lõi này. Có những người cả đời đi chùa nhưng thực sự chưa chắc đã hiểu được một cái giá trị cốt lõi như vậy. Người ta chỉ xem chùa Phật chỉ là một đối tượng để thờ cúng, van xin vái lạy mà thôi. Giáo lý mà bạn ấy vừa nói chính là hiện pháp lạc trú, sống có mặt hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Lúc này ta tụng kinh được quý thầy hướng dẫn tụng đấy, không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, bởi vì quá khứ thì đã qua mà tương lai thì chưa tới. Chỉ có phút hiện tại lạc trú chính là đây, không động không lung lay, hãy thực hành như thế. Và sự thực giữa cuộc đời này ta đau khổ, ta triền miên là vì ta cứ đuổi theo quá khứ, hoặc là quá khứ ta vinh quang, giờ ta không được vinh quang nữa, ta cứ ngồi gãi tóc gãi đầu, quá khứ ta vinh quang thế mà từ ngày bị tạt axit sao bây giờ xấu thế này chẳng hạn. Hoặc là ta ước vọng một tương lai, ta nói rằng ta phải lấy được anh đó, cưới được cô kia, đám được nhỏ nọ thì ta mới hạnh phúc, ta mới thế này thế kia. Và ta bỏ cuộc sống hiện tại để cứ ước vọng về tương lai. Và đến lúc mà ta chết, ta giật mình, hóa ra ta chưa từng được sống. Vâng, và thầy cũng xin thay mặt tất cả những người tham dự, xin cảm ơn bạn đã chia sẻ một cái trải nghiệm, một cái giáo lý thú vị và giá trị của Phật dạy, đó là vui sống trong hiện tại. Các bạn hãy dâng cao một tràng vỗ tay để cùng tán thưởng cho cái cảm nhận này của bạn Ngân. Đây là câu hỏi kế tiếp, câu hỏi liên quan đến thói quen mỗi ngày. Hôm nay thầy phải thay mặt các bạn để phỏng vấn cho hết, đúng không? Bí quyết để thành công của bạn ấy. Bạn có hay tập yoga không? À, dạ con mỗi ngày tập yoga. Bạn tập yoga mấy tiếng một ngày? À, dạ con tập yoga 1 tiếng một ngày. Tập yoga như vậy nó có cho bạn những cái giá trị tác dụng như thế nào? À, tập yoga thì việc đầu tiên là để giữ gìn vóc dáng. Ồ, chắc là thầy phải về tập yoga. Đã vỗ tay thì vỗ cho đều. Thầy có một chia sẻ thật. Xưa giờ mà mình đã từng tiếp xúc với ai mà mình nghe họ nói, hoặc là mình trong cái nhãn quan của mình nhìn thấy vóc dáng họ đẹp, thường là nữ ấy, mặt họ trẻ sau 7 tuổi, thì y như rằng họ tập yoga rất đều đặn. Do vậy đây cũng là một gợi mở cho tất cả các bạn nữ đang có mặt ở đây, không phân biệt màu da tuổi tác, nếu muốn đẹp mà muốn có vóc dáng thì hãy về tập yoga liền cho thầy nhé. Và thầy hỏi liên quan đến yoga là thiền, bởi vì yoga thực chất là một cái hình thức của thiền ở mức độ nhẹ. Bạn có hay ngồi thiền không? Và xin mời bạn. À, dạ con thỉnh thoảng cũng ngồi thiền. À, mỗi sáng thì con thức dậy sớm, con thường ngồi khoảng 15 đến 30 phút để tập trung vào hơi thở. Khi hít vào thì biết mình hít vào, khi thở ra biết mình thở ra. Wow, tuyệt vời quá. Rất đáng khen. Con cảm nhận như thế nào khi con tập trung vào hơi thở như thế? Con thấy việc đó đơn giản nhưng mà rất hiệu quả, làm cho tinh thần mình cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy suy nghĩ được nhiều việc hơn. Ngay cả khi đi trên máy bay, có khi con đọc sách hoặc là xem tivi, có khi không thì con tập trung vào hơi thở. Hay quá. Thầy cũng được biết rằng là rất nhiều những người giới nghệ sĩ, người ta không có ngồi thiền nhiều, nhưng mà họ tập cái phương pháp là thở, đếm hơi thở, hoặc là đếm thở vào thở ra đếm 1, thở vào thở ra đếm 2 cho đến 10, rồi họ trở lại như thế. Phương pháp đó trong nhà thiền gọi là quán sổ tức, đếm hơi thở. Hoặc đơn giản ta không cần đếm, ta hãy đặt cái tâm mình ở nơi cái mũi và làm cái người lính gác cửa thần và cứ quan sát hơi thở ra vào, tập trung tất cả hơi thở về đó, giống như con mèo đang rình con chuột, lá vàng rơi nó mặc kệ, như con báo, con sư tử đang rình con mồi, cho dù mưa dù nắng nó không quan tâm. Khi đó tâm ý ta sẽ tập trung về một đối tượng mà thôi, đó chính là thiền vậy. Và quả thực như bạn ấy nói, phương pháp thì nó giản đơn, thực hành cũng không quá nhọc nhằn,
nhưng nó cho ta những hiệu quả đến thần kỳ. Có một tác phẩm nổi tiếng trên mạng các bạn tìm đọc, đó là đối với người thực tập thiền giống như hộ mộc thêm cánh, cho ta một khả năng tự tại trước những biến động của cuộc đời, cho ta một khả năng mát mẻ trước những nóng nảy của cuộc đời, cho ta một khả năng điềm tĩnh trước những rối ren của cuộc đời. Và thầy chúc bạn Quỳnh Ngân cũng như tất cả các bạn sẽ lấy được cảm hứng từ trong những buổi giao lưu như thế này. Chúng ta sẽ siêng năng hơn, đều đặn hơn, thực tập thiền mỗi ngày. Và đây là câu hỏi kế tiếp thầy dành cho bạn. Bạn có hay ăn chay không? Và bạn quan niệm như thế nào về ăn chay? Con rất thích ăn chay. Chẳng những con thích ăn chay mà mẹ con cũng thích ăn chay. Ăn chay cảm thấy nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, không có sân giận, không có dễ nóng tính. Nếu như mà bình quân mỗi tháng 30 ngày thì con ăn chay mấy ngày? Dạ, tùy theo. Mà con nghĩ con ăn chay khoảng 10 ngày. Wow, không tính nửa ngày nhé, ăn trọn vẹn chứ. Vậy bữa sáng ăn chay, chiều ăn phở là không tính. Tức là nếu ăn chay trọn vẹn cả ngày thì một tháng bạn có thể ăn được bình quân khoảng mấy ngày? Dạ khoảng 10 ngày, con và mẹ con. Hay quá, giỏi quá. 10 ngày, ăn chay 10 ngày trong Phật tử gọi là thập trai đó các vị. Và câu hỏi này, câu hỏi hơi tò mò một chút. Mấy người mà nổi tiếng ấy, họ hay mở những cái nhà hàng để bằng ảnh hưởng của mình, bằng mối quan hệ của mình để PR cho nhà hàng đó có thể phát triển. Gần đây nhất, trước mặt chúng ta là nhà hàng Buddha Chay 1, Buddha Chay 2 của Phi Nhung. Thầy muốn hỏi con, có khi nào trong lòng con có suy nghĩ rằng biết đâu sau này mình sẽ mở những chuỗi nhà hàng chay như thế không? Con cũng có nghĩ là con sẽ mở chuỗi nhà hàng chay. Bởi vì con cũng thích ăn, cho nên là con nghĩ là mở nhà hàng chay. Thầy cầu chúc cho con sớm thành tựu. Và đối với những ai là nghệ sĩ có cảm mến với đạo Phật, đã thích ăn chay rồi, thì hãy biến cái ước mơ của riêng mình thành ước mơ của số đông đi. Mở thêm những nhà hàng chay, sẽ bớt đi những nhà hàng đập đầu cắt cổ. Và đây là câu hỏi kế tiếp mà thầy muốn hỏi con. Câu hỏi này hơi mơ hồ một chút. Nhưng mà sống trên đời ai cũng mơ ước đi tìm hạnh phúc, ai cũng mơ ước được bình an. Thế thì cô Á Hậu Phan Quỳnh Ngân này, con tâm niệm như thế nào là hạnh phúc, như thế nào là bình an? Xin mời con chia sẻ. Theo con quan niệm là bình an và hạnh phúc là được chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với mọi người trong cuộc sống. Khi con bình an là con được phải trở về với mẹ, được ăn cùng mẹ. Mặc dù hôm nay mẹ con không có ở đây, nhưng mà con biết mẹ con cũng theo dõi trực tiếp. Cho nên là con trân trọng những bình an trong từng giây phút. Và con cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ với người khác. Không những là mình giữ cho riêng mình, mà còn phải biết chia sẻ với người khác. Khi con đi làm từ thiện, con cảm thấy những mảnh đời bất hạnh, mình cảm thấy rất là đồng cảm, và họ nhận được những phần quà, họ cảm thấy rất là vui. Khi đó con cảm thấy rất là hạnh phúc, là sự hạnh phúc nhất của con. Hay quá. Hạnh phúc đó là khi đồng cảm, sẻ chia và giúp đỡ người khác. Con nói rằng hôm nay mẹ con không đến được. Cho dù hôm qua con nói với thầy là con sẽ cố gắng mời mẹ con đến, mẹ không đến được. Và con tin rằng mẹ con đang xem những gì con và thầy đang trò chuyện ở trên trang mạng truyền thông của chùa. Bây giờ thầy muốn, con đã từng chia sẻ với thầy là con đã từng có lỗi với mẹ, nhưng mà con chưa đủ tự tin, chưa đủ để nói lời xin lỗi với mẹ con. Bây giờ con hãy nhìn về ống kính, và thầy có thể tưởng tượng mẹ con đang ngồi ở nhà và nghe con nói. Con có thể nói với mẹ con lời xin lỗi với sự chứng kiến của thầy và tất cả mọi người, để như một lời nói lời tri ân với mẹ mình không? Xin mời con. Mẹ ơi, hôm nay thật ra con biết con là một người rất là từng là cố chấp. Hôm nay con với sự chứng kiến của tất cả mọi người, con muốn nói con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Thầy muốn tặng cho Quỳnh Ngân một bài thơ thầy vừa mới viết vào tối hôm qua. Bài thơ mang tên Cảm ơn.
Cảm ơn đời đã cho ta được sống để yêu thương và đón nhận thương yêu. Cảm ơn người đã cho ta nếm trải bao đắng cay, bao hạnh phúc ân tình. Cảm ơn cha suốt một đời lam lũ, giang tay trời che hết cả bão giông. Cảm ơn mẹ đôi vai gầy gồng gánh, dành cho con thừa thải những ân tình. Cảm ơn ân chưa bao giờ ngừng nghỉ, chăm em thơ trước lũ trẻ xóm làng. Không bao giờ dù chỉ là giây phút để em mình bật khóc bởi thị uy. Cảm ơn chị đã bao ngày vất vả để em thơ đi khắp cả xóm làng. Đêm từng đêm bên ánh đèn leo lét kèm cặp em nào môn toán môn ân. Cảm ơn thầy đã cho con lý tưởng để con đi qua muôn nẻo đường đời, để bao la những phương trời cao rộng, cánh chim bằng tung cánh mãi không thôi. Cảm ơn người đã hết lòng giúp đỡ để con đường bằng phẳng lối thân thang, để hôm nào con còn tung tăng đến lớp, đến bây giờ vững bước giữa đường vui. Thầy xin tặng cho bạn và chúc bạn ngày càng trân quý hơn những cái tình cảm của mẹ mình. Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều đã dành tặng cho con một bài thơ rất là hay ạ. Tối nay thầy sẽ gửi email cho con nhé. Và bây giờ là phần giao lưu với khán giả. Thầy và bạn Ngân đã giao lưu với nhau 60 phút rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội nêu câu hỏi cho bạn Ngân. Hãy xem bạn ấy như mình thôi, hoặc là con cháu của mình đối với những người lớn tuổi. Chúng ta hãy mạnh dạn giơ tay lên và giao lưu với bạn ấy, đặt những câu hỏi theo khả năng của mình, Quỳnh Ngân sẽ chia sẻ. Xin mời các cánh tay nào. Hỏi các chàng trai và các cô gái. Thầy thấy có một nhóm sinh viên đại học luật đang rất là xôn xao. Xin mời các bạn. Nhanh lên ạ, thời gian sẽ không chờ đợi lâu đâu. Tầng 2 có ai không ạ? Có cánh tay nào giơ lên để giao lưu không? Nếu không thì thầy sẽ cắt phần này. Vâng, cánh tay bên này. Xin mời bạn Nam. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào thầy, xin chào chị Quỳnh Ngân và xin chào đại chúng. Em có câu hỏi xin gửi đến chị là nãy chị trình bày, chị nói là trước khi biết đến đạo Phật là chị là một người tôn giáo khác. Vậy tôn giáo của chị lúc trước là gì? Là câu hỏi tiếp theo của em là cái cơ duyên chị đến với đạo Phật là chị quỳ trước với tượng Phật với chị cầu nguyện cho mẹ chị, tại sao lúc mà chị cầu nguyện sao chị lại ngủ? Chị ngủ rồi có ai mà đánh thức chị không? Và cái sự thức tỉnh đó là thức tỉnh có phải mang hoàn toàn nghĩa đen hay không? Xin cảm ơn chị. Hay quá, cảm ơn bạn. Chị xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đầu tiên là lúc trước chị không có theo tôn giáo nào hết, chứ không có theo tôn giáo nào. Còn cái thứ hai là chị quỳ trước Phật, chị xin Phật cho mẹ chị hết bệnh. Nhưng mà sau đó thì sau khi cầu xin xong thì chị mới ngủ, chứ không phải là chị đang cầu xin rồi chị ngủ. Vâng, để thầy nói thêm như thế này. Câu hỏi của bạn rất thông minh, dí dỏm và hay. Thứ nhất là lúc này nghe bạn ấy nói là vốn gốc gác con không có theo đạo, theo một tôn giáo khác là thế này. Dân gian ta hay có quan niệm ấy, nếu như ai mà không theo đạo Phật thì họ hiểu là theo một tôn giáo khác. Ngay cả thờ đạo ông bà, ta gọi là đạo ông bà, tức là thờ tổ tiên, người ta cũng có thể gọi là tôn giáo khác. Hay ngày xưa người ta gọi những người theo đạo Thiên Chúa, theo Chúa gọi là theo đạo. Còn những người không theo Chúa gọi là bên lương. Cũng như thế, khi những người mà không theo đạo Phật ấy, chưa quy y Phật ấy, hoặc là chưa có cái sự gắn bó sâu đậm, thì họ xem cái tôn giáo mà ông bà tổ tiên mình theo gọi là đạo ông bà, hay đó một cách mờ mờ là đạo lão, đạo khổng vậy. Đó là cái lý giải cho cái trả lời thứ nhất của bạn ấy. Thứ hai là bạn ấy đã chia sẻ rất thật, cái lúc mà bế tắc tuyệt vọng mà đi tìm Phật để cầu xin ấy. Ta hãy tưởng tượng một cô bé lúc bấy giờ còn nhỏ tuổi lắm, bướng bỉnh lì lợm, giận mẹ và bỏ đi. Rồi nghe tin mẹ nằm viện cấp cứu hôn mê, lúc bấy giờ không biết làm gì, có lỗi lắm và tất
tuổi chạy đến quỳ trước Phật để cầu xin. Cầu xin cái gì thì chỉ có Phật biết và bạn ấy biết. Nhưng ta đoán rằng là cầu Phật ơi xin hãy ban bình an cho mẹ con, xin hãy cho con một phép màu. Chắc chắn lúc bấy giờ tâm lý sẽ rất là căng thẳng, rất là hốt hoảng. Và sau khi cầu Phật rồi thì chắc là cũng mệt quá nằm thiếp đi. Nhưng mà không biết là thiếp đi có lâu không. Và cái chùa đó là chùa nam hay chùa nữ vậy con? Dạ chùa nữ. Chùa nữ may quá, đã được rồi. Thế là sau khi thiếp đi thì chắc là có người gọi dậy. Và có lẽ từ cái nhân duyên đó bạn ấy đã cảm thấy Phật đã có mặt bên cạnh mình như những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Lúc ta gặp khó khăn bế tắc, ta ngồi ta khóc thì có một ông Bụt hiện ra hỏi tại sao còn khóc. Và phép màu đã đến. Vâng, thầy xin mời câu hỏi kế tiếp nào. Vâng, xin mời cô. Chuyện mít cho cô ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng muốn làm mất thời gian nhiều của thầy với chương trình. Thì con cũng có những cái nỗi niềm mà giống như là Á Hậu Văn Quỳnh Ngân. Thì khi mà nãy giờ Á Hậu chia sẻ thì con cũng khóc. Thì nói chung là những cái giải qua của Á Hậu thì con cũng đã trải qua thời tuổi trẻ. Thì tới giờ này con cũng chưa xin lỗi mẹ con được. Thì sau khi chương trình này thì con sẽ về xin lỗi mẹ. Năm nay con cũng năm mấy tuổi rồi. Thì biết Phật Pháp cũng muộn màng. Nhưng ngày con quy y cách đây một năm mấy thì khi mà con quy y thì con khóc rất là nhiều. Nước mắt của con chảy trên sàn nhà của chùa Từ Tân. Con thấy hạnh phúc. Và khi con biết được Phật Pháp như thế này thì có cách đây khoảng 4 tháng là xảy ra chuyện với mẹ con. Thì đúng là Phật Pháp nhiệm màu. Thì con cũng xin nói cho đại chúng biết là hôm đó thì mẹ con đi cấp cứu bệnh viện 115 và mẹ con tưởng là chết rồi. Thì con khóc nhiều lắm trên xe taxi, con cứ muốn tài xế chạy thật là nhanh. Mà khi con như thế thì con chỉ biết là Phật ơi cứu mẹ con. Con vừa khóc vừa kêu gào như vậy. Thì khi tới phòng cấp cứu thì mẹ con không biết gì nữa đó. Là một chập sau thì con cứ như vậy hoài, con khóc hoài như vậy. Thì con cứ kêu là Phật cứu mẹ con vậy đó. Thì mẹ con lại tỉnh dậy và Phật phù hộ mẹ con sống tới ngày hôm nay. Thì đó là điều hạnh phúc, nhưng mà con cũng vẫn chưa có xin lỗi mẹ con được. Sau chương trình này con sẽ về xin lỗi mẹ con. Thầy hay quá. Dạ. Trong cái đoạn văn Bông Hồng Cài Áo, Thiền sư Nhất Hạnh đã khuyên ta rằng: này ân, này chị, sau ngày hôm nay đọc xong cái bài văn này, ân chị hãy về và đi nhẹ nhàng đi vào trong phòng của mẹ, đừng nói gì hết, ngồi bên cạnh mẹ mình. Có thể khi đó bà đang khâu chiếc áo. Ta chỉ nói nhỏ mẹ ơi. Rồi bà sẽ giật mình hỏi chi vậy con. Rồi ta nói mẹ có biết là con thương mẹ không. Thiền sư nói ngay trong phút giây đó ta và mẹ ta có mặt cho nhau. Và đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Không phải cứ phải mâm cao cổ đầy mới là báo hiếu. Và ta đừng ngại ngùng gì. Với người dưng ta không ngại, sao ta ngại với mẹ với cha ta. Cho nên cô đã thật lòng chia sẻ cảm xúc thực của mình. Và thầy tin cô sẽ về sẽ nắm tay mẹ mình và nói những lời xin lỗi đó. Chứ bao giờ là muộn màng cả. Ngay cả khi cha mẹ ta không còn trên cuộc đời này, cũng chưa hẳn là đã muộn màng đâu. Bởi vì trong thân thể hình hài này, cha mẹ vẫn còn hiện hữu. Nếu như ai trong này hoặc ai đang xem trực tuyến mà lỡ đã từng có lỗi với mẹ với cha ta, mà ta chưa kịp nói lời hối lỗi, người đó đã về bên kia thế giới, thì hãy mạnh dạn mà đứng trước tượng Phật, đứng trước cái tấm hình của người thương ta, hãy nói lời xin lỗi và hứa rằng từ nay con sẽ làm mới mình để xứng đáng với niềm thương, sự tin yêu của mẹ, của cha. Chúng ta có đồng ý không ạ? Vâng, và đây là câu hỏi cuối. Thầy xin mời, bây giờ thì hai cánh tay. Xin mời, thầy mời cánh tay của bạn Đại học Luật. Mời bạn đứng lên đi ạ. Thầy ơi, có hai câu cho trả lời hết luôn đi. Vâng, hai câu luôn, khuyến mại, bonus luôn. Dạ em chào chị, dạ em chào thầy ạ, dạ chào tất cả mọi người ạ. Dạ em là Ngọc,
Thì hôm nay vừa nghe chị chia sẻ câu chuyện của chị thì không biết là em có một số thắc mắc thì muốn hỏi chị là khi mà chị bỏ nhà ra đi á, thì cái khoảng thời gian đấy chị đã phải gặp những cái khó khăn như thế nào và chị đã vượt qua những cái khó khăn đấy như thế nào ạ? Dạ, em xin cảm ơn ạ. Chị xin cảm ơn câu hỏi của em. Thật ra cái khó khăn nhất mà khi bỏ nhà ra đi á, là chị quen với cuộc sống có người khác chăm sóc, có ba mẹ chăm sóc. Bây giờ chị phải giống như tự mình làm tất cả, tự mình trang trải cuộc sống, thì đó trong đó có rất là nhiều khó khăn không thể nào mà nói hết, không thể nào mà nói hết ra được. Chị vượt qua nó thì chị thật ra chị cũng phải cảm ơn sư cô của chị là người mà hướng dẫn với chị tới đạo Phật, vì cái niềm tin vào đạo Phật mà chị có thể vượt qua được. Có nghĩa là bạn nữ ở đại học luật ấy muốn Ngân trải lòng kỹ hơn về những giai đoạn gian nan, gọi là gian nan lúc mà một mình, một thân một mình nhận mẹ bỏ đi. Nhưng mà Ngân thì chỉ muốn nói rằng là rất là khó khăn, bởi vì bạn ấy không thể mô tả chi tiết được. Chỉ là như một người được sống trong nhung nệm ấm nhung êm, chăm sóc lo cho từng bữa cơm miếng cháo, bây giờ bỏ đi thất thiệu và một mình tự chăm lo khó khăn mọi mặt, từ kinh tế cho tới ăn uống cho tới trang phục, kể cả miếng ăn giấc ngủ. Và trong cái lúc khó khăn tột cùng đó thì là có một sư cô, một sư cô có nụ cười mùa thu tỏa nắng, đã giúp đỡ, đã động viên và từng bước hướng bạn ấy về với Phật, với những lời Phật dạy. Và như thế chúng ta sẽ đi qua câu hỏi cuối cùng nào. Xin mời câu hỏi cuối cùng. Vâng, kính chào thầy Cái Một Tịnh, một kính chào Á Hậu. Em xin có một câu hỏi cho chị. Lúc nãy thì chị cũng đã nói rất là nhiều về mẹ, thì có một hỏi đó là ký ức tốt đẹp gì về của chị, về cha của chị. Xin chị mong chị kể thêm. Hay quá, một kỷ niệm, yêu cầu bạn kể là một kỷ niệm nào đó về cha mình. Thật ra thì cha chị từ nhỏ rất là thương chị. Mỗi khi đi học thì cha chị đưa chị đi học, chứ không để chị đi một mình. Hàng ngày đều đưa đón, kể cả khi trời mưa hay gì đó, đều đưa đón chị đi học. Mà lúc đó thì mỗi khi mà đi học về mà nhìn thấy cha mình ở đợi ở ngoài, cảm giác vừa mừng vừa sung sướng, mà cảm thấy rất là thương cha mình. Thưa cha mình, vậy thôi. Vâng, chúng ta sẽ nghe câu hỏi cuối cùng nào. Bởi vì ta hiểu rằng ấy, thầy đoán ấy, là cũng còn có những vấn đề nào đó mà bây giờ bố thì ở dưới quê và lâu lâu Ngân mới về thăm bố thôi. Và cái gắn bó lâu dài với nhiều kỷ niệm là với mẹ mình. Chúng ta hãy tôn trọng bạn ấy, chỉ muốn chia sẻ đến ngang đó. Vâng, xin mời câu hỏi của bạn Nam ở bên dưới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chào thầy, toàn thể đại chúng và chào chị Ngân. Như mọi người cũng đã thấy, chị là một người còn trẻ tuổi mà đã rất là xinh đẹp, giỏi giang và có một lòng hướng về Phật. Thì giới trẻ của chúng em đang ngồi ở đây thì có người đã có biết hướng Phật rồi, nhưng có người vững tâm, có người chưa vững tâm. Thì chị có lời nào để mà chia sẻ, để tạo động lực cho họ, để họ đi chùa thường xuyên hơn, đi khóa tu thường xuyên hơn, và cũng như là sắp tới có lễ quy y và họ sẽ đến chùa để làm lễ quy y. Và câu hỏi thứ hai, em muốn hỏi chị là sắp tới nếu như trường hợp chị lập gia đình nhưng mà chồng của chị là một người tôn giáo khác và muốn... chị theo đạo Phật thì chị sẽ xử lý như thế nào để ổn thỏa, đồng thời là sẽ cho con chị có cơ hội được tiếp xúc với lời của Đức Phật. Dạ em xin hết. Hay quá, hai câu hỏi hay quá. Lần đầu tiên thì Ngân đã nói là tiêu chí của Ngân chọn cái người bạn của Ngân là phải theo đạo Phật, cho nên là nếu mà theo tôn giáo khác thì có lẽ Ngân không thể nào mà có tình cảm hay là có không thể nào mà kết hôn được. Hay quá. Còn cái thứ hai là thật ra Ngân cảm ơn lời khen của bạn, bởi vì Ngân nghĩ ở đây cũng có nhiều bạn rất là xinh đẹp, và các bạn cũng có một tương lai rất là tươi sáng và tài năng.
Theo con nghĩ là con cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mà các bạn cứ đi chùa thường xuyên, cứ thực hành theo lời Phật dạy, thì con nghĩ là một lúc nào đó thì tâm các bạn sẽ được khai mở. Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn Ngân. Thầy đồng cảm và thầy hiểu vì sao mà bạn chỉ trả lời như thế. Sự thực là ta cũng không thể đòi hỏi quá sâu sắc ở nơi bạn Ngân được, vì bạn ấy tuổi còn rất là trẻ và cũng ngang ngang với mình thôi. Sự gắn bó với bạn ấy đến đạo Phật có khi còn không được như các bạn đâu, bởi vì thời gian của các bạn, của bạn ấy chủ yếu là dành cho công việc. Chúng ta còn có cơ hội mỗi chủ nhật đến chùa dự khóa tu, chứ bạn ấy chưa chắc đã được. Nhưng mà cái điều ta trân quý là dù bận rộn, dù đứng trong những cái thế giới của đầy sắc màu mê hoặc, nhưng mà vẫn còn cái niềm đam mê, sự tin tưởng ở nơi lời Phật dạy. Thầy xin thay cho bạn Ngân chia sẻ mấy điều với bạn, câu hỏi của bạn như thế này. Để ta có được cái duyên gắn bó sâu đậm với lời Phật dạy, với đạo Phật, ngoài cái duyên, nhân duyên của ta từ những đời trước, để đời này ta sinh ra trong một gia đình có cảm mến với đạo Phật, có cơ hội đến chùa, thì ngay bây giờ khi ta muốn trượng dượng cái tâm tôn kính Phật, tu theo Phật, thì điều đầu tiên là hãy siêng năng nghe Pháp. Trên mạng là một cái ngôi chùa cực lớn với vô hàng tỷ bài giảng của các vị giảng sư trên khắp thế giới. Thích vị nào thì hãy mỗi ngày dành cho mình một bài giảng để nghe. Điều thứ hai là hãy, nếu có cơ hội gặp những bậc minh sư, những vị thầy mà ta thấy xứng đáng cho ta thân cận học hỏi, thì hãy gắn bó. Bởi vì thân cận với người có trí, người có đức, cũng giống như cái người đi trong sương mai, dù sương không làm ta ướt da thịt, nhưng cũng ngẫm vào giúp cho ta ướt áo. Thân cận với người có trí là điềm lành tối thượng. Hai yếu tố đó thôi, nếu các bạn áp dụng, thì chắc chắn niềm tin nơi Tam Bảo sẽ trượng dưỡng, các bạn sẽ có cơ hội gần gũi hơn, tu tập đều đặn hơn, và gặt hái được nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái trái ngọt trong cái con đường cuộc sống và tu tập của mình. Các bạn có đồng ý không ạ? Hết chưa ạ? Có lẽ phần giao lưu của chúng ta, vâng, một bonus câu hỏi cuối cùng của bạn Nam. Xin mời bạn Nam, đây là câu hỏi cuối. Có lẽ là chúng ta sẽ... Dạ, con chào thầy, chào đại chúng và chào chị. Thì mẹ em cũng như là ba mẹ mọi người ở đây, thì có nhiều ba mẹ hay rất là thương con, nên thương quá mức theo kiểu áp đặt cái quan điểm của mình lên con. Thì có nhiều ba mẹ là nếu con không làm theo là đòi tự tử, đòi chết. Thì cái là câu hỏi thứ nhất là nếu như như vậy thì đứa con nên theo cái quan điểm của ba mẹ hay là đi con đường riêng của mình? Và cái câu hỏi thứ hai là khi chị còn em có nghe chị nói là chị không học hết đại học mà chị đi làm người mẫu, thì em cũng ở Bến Tre nên là em hiểu là ở dưới vẫn còn một chút của phong kiến, thì chị vượt qua những cái miệng của hàng xóm rồi của họ hàng như thế nào? Hay quá. Hai câu hỏi. Khoan, câu hỏi đầu là con hỏi thầy hay hỏi bạn Ngân vậy? Hỏi bạn Ngân luôn hả? Vâng, xin mời bạn, bạn cứ chia sẻ theo năng lực của mình. Chị xin trả lời câu hỏi thứ hai trước. Đó là khi mà tất nhiên là ở Bến Tre thì người ta còn phong kiến, nhưng mà chị quan niệm là chị sống tự tại trước thị phi. Có nghĩa là khi mà một người ta nói lời nào đó, mình đã quyết định theo mục tiêu của mình, thì mình không có phải để ý những lời đó. Mình không cần phải quan tâm là người ta nói gì về mình. Mình phải giữ vững cái quan điểm của mình, cái lập trường của mình, để mình đạt được những ước mơ của mình. Còn câu hỏi thứ nhất là... Câu hỏi lỡ mà cha mẹ đòi con phải làm bác sĩ mà con không muốn làm bác sĩ, mà con làm người mẫu, thế lỡ bố mẹ con dọa con không làm bác sĩ thì ông bà tự tử, thì con làm sao? Cái này thì khó quá. Con nhờ thầy. Vâng. Sử dụng quyền trợ giúp. Thầy sẽ viết là thế nào rồi bạn Quỳnh Ngân cũng sẽ nhờ thầy trợ giúp câu hỏi này. Thầy xin nói luôn cả hai câu như thế này. Thứ nhất là đây là những câu hỏi khó, ta phải thừa nhận như thế.
Câu hỏi thứ nhất mà bạn Nam với tư cách là người đồng hương hiểu rõ phong tục tập quán của vùng quê mình Bến Tre, hiểu được những cái thị phi, những cái lời ra tiếng vào của xóm làng khi làm cái nghề người mẫu, làm cái nghề hoa hậu, thì bạn ấy đã vượt qua như thế nào? Bạn ấy đã chia sẻ là sống cho chính mình, dậm lên trên thị phi mà sống. Dĩ nhiên có những trường hợp là phải như thế, mà cái lợi thế của bạn ấy là gì? Không ở dưới quê, ở đó thì chưa chắc là dậm lên được, đúng không? Mẹ cũng ở trên này, chỉ có bố ở dưới quê, nó đỡ hơn. Lâu lâu lắm mới về quê một lần, thì cũng dù có thị phi là chuyện của dưới quê, nếu ở trong làng thì là chuyện khác. Điều thứ hai, không ai sống hài lòng được tất cả mọi người. Ta mập nó ghét, ta ốm nó ghét, vừa vừa nó cũng ghét. Phải không ạ? Ta đẹp nó ghét, ta xấu nó khinh, ta vừa vừa nói thinh thinh nó chẳng nói. Phải biết là như thế, cho nên không ai có thể sống hài lòng được tất cả mọi người. Quan trọng là ta sống cho ai và ta sống như thế nào, ta có hộ thẹn với bản thân mình không, hộ thẹn với đất trời không. Dĩ nhiên dư luận xã hội cũng là một cân cho ta tham khảo, đối chiếu lại mình đã sống xứng đáng chưa. Ta không thể nào hoàn toàn phớt lờ mà hãy lắng nghe để mà soi chiếu lại mình. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của ta. Ta sống cho ta, sống cho cha mẹ, cho gia đình ta. Câu hỏi thứ nhất của bạn, bạn hỏi rằng là cái trường hợp đó rất là khó đỡ. Cha mẹ mà cố chấp quá, đòi con phải theo mình, theo ý của mình. Và giờ biểu hỏi bạn Ngân là phải chọn lựa như thế nào, thì thầy tin rằng thời nay 80% người ta sẽ chọn đi theo cái mong muốn của mình. Khó, ít có người nào mà cắn răng theo cha mẹ. Nếu có cắn răng, thầy đã chứng kiến có những người như thế. Nó không thích làm bác sĩ, mà cha mẹ nó vì một đời lỡ đi giấc mộng làm bác sĩ, cho nên bắt buộc nó phải làm bác sĩ cho bằng được, để thỏa mãn cái ước mơ hụt của mình. Trong khi nó chỉ muốn làm diễn viên, nhưng ta học giỏi lắm, và nó sống một khoảng thời gian stress nặng, học cho xong cái bằng bác sĩ về nó để trên bàn cho cha mẹ, đây bằng bác sĩ mà mẹ đòi đây, và nó ra nhảy cầu nó chết. Có những người thầy đã chứng kiến như vậy. Cho nên đây cũng là lời điều mà ta cũng góp phần nhắc nhở những người cha người mẹ. Thương thì phải hiểu, mình không thể cứ áp đặt con mình phải theo mình được. Nó thích cái gì thì hãy thỏa mãn cái ước mơ, cái hoài bão của nó. Ta có thể định hướng nó, nhưng đừng bắt ép nó. Có những người cha người mẹ muốn con mình đi tu. Đi tu sướng lắm con, sướng lắm. Mấy thầy ở chùa được người ta cung kính lắm. Đi tu đi. Mà nó không muốn tu mà bắt nó tu sao? Ông bà đến chùa ăn chay 2 ngày bỏ về không kịp mà cứ muốn con mình đi tu. Thế là thương con theo kiểu tàn nhẫn. Cho nên thầy Nhất Hạnh dạy rằng muốn thương thì phải hiểu. Ai hiểu thì sẽ thương. Thầy đã trợ giúp cho bạn Ngân 2 câu hỏi đó. Và kính thưa quý vị, 75 phút, 80 phút của buổi giao lưu Vì sao tôi theo đạo Phật, Á hậu Phan Quỳnh Ngân, phải không ạ? Phan Quỳnh Ngân đã hết thời lượng phát sóng. Hôm nay chúng ta giao lưu với một nhân vật không phải quá từng trải, không phải quá xuất sắc trong việc cho ta những bài học này thế kia. Không phải. Thầy đã nói từ đầu bạn ấy còn trẻ tuổi, và bạn ấy là một cái luồng gió mới cho ta, để ta có một niềm tin rằng cô ấy 23 tuổi có thể làm Á hậu, thì mình 24 tuổi hoàn toàn có quyền mơ làm Á hậu. Mơ làm hoa hậu đi thầy. Hoa hậu luôn. Điều thứ hai, ta sẽ hiểu được một điều rằng cô ấy 23 tuổi, quê ở Bến Tre, mà tuổi này đã có thể có một thân hình, có một nhan sắc đẹp như thế. Tất cả các bạn nữ ở đây hoàn toàn có quyền mơ ước ta đẹp như thế, với điều kiện tập yoga đều đặn, ăn chay đều đặn, ngồi thiền đều đặn cho thầy. Các bạn sẽ có thể được như thế. Và một điều nữa ta sẽ rút ra như là một trải nghiệm, một sự chia sẻ mà thôi. Trong đời ai cũng có thể có những lỗi lầm. Có khi lỗi lầm đó với cha, với mẹ ta, với anh, với chị ta, với thầy, với cô ta. Và ai cũng có thể có lỗi, nhưng vấn đề là ai đủ bản lĩnh để nói lời xin lỗi, để thay đổi chính mình.
Đừng có vì cái tôi của mình mà khư khư ôm giữ lỗi lầm đó, để rồi một ngày nào đó cái người ta thương, cái người ta lỡ có lỗi mà không còn nữa, ta sẽ day dứt vô cùng. Câu chuyện của bạn Ngân cũng là câu chuyện chung tất cả chúng ta. Nếu như ta chưa từng làm cho cha ta, mẹ ta buồn thì đừng có dại dột làm điều đó. Còn nếu ta đã từng như bạn ấy làm cho cha, cho mẹ ta buồn thì đừng có chần chừ một phút nào hết. Hãy đến bên cha, bên mẹ nói lời xin lỗi và hãy thay đổi mình, sống cho xứng đáng với niềm tin yêu của cha, của mẹ ta. Và điều cuối thầy muốn nói với các bạn, mỗi người mỗi nước mỗi non, nhưng mà bước vào cửa Phật như con một nhà. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau biết đến đạo Phật. Phan Quỳnh Ngân biết đến đạo Phật nhờ một lần trong nguy nan tìm đến quỳ trước tượng Phật để cầu mong một điều mầu nhiệm, một điều phép mầu đến với mẹ mình. Và may mắn thay, phép mầu đã đến. Từ đó, đó là cái duyên đầu tiên đưa cho bạn ấy gắn bó với những lời Phật dạy, cũng ngồi thiền, cũng hay đến chùa, cũng nghe kinh, nghe pháp. Và quan trọng là rút tỉa được những lời Phật dạy cho cuộc sống của riêng mình. Hiểu được vui sống trong hiện tại, không truy tìm quá khứ, không quá ước vọng tương lai. Chỉ nhiêu đó thôi sẽ là những cái bí quyết, những chìa khóa vàng cho ta có được một cuộc sống bình an, tự tại giữa cuộc đời nhiều biến động ngày hôm nay. Và thay cho lời kết thúc, thay cho lời cuối của chương trình, chúng tôi muốn mời lên trên sân khấu.